Ta mượn cái viết kìa. Đúng rồi. Ồ, màu cỡ này thì nó làm sao nhỉ? Nó đẹp hơn, nó chuẩn hơn. Còn màu đấy nó hơi gì? Nó nhạt quá. À, như vậy màu này giống rượu vang cho nên gọi là đỏ rượu vang. À, được chưa? Và nếu mà đỏ rượu vang mà nó tương tác với lại xanh nước biển, đây là xanh nước biển nè, đỏ rượu vang ha, thì nó sẽ ra một cái màu người ta gọi là tím hoa cà, cà dám giặt. Cà dám giặt chứ mà nó phải nó đủ chữ. Ừ đúng rồi, nó phải chuẩn ha. À, rồi chưa? Vậy các anh chị thấy màu hoa của cà đó chưa? Và như vậy rủ nhau vào vườn cà xem. Ok. Cái nhóm này nó chưa có lên cây nữa hả? À, nó chỉ có 10 mới rồi. Thôi, tôi đem lên. Đâu, đây phải không? Dạ, bên đây. Này ha, rồi. Có chừng nó lộn cái hỏng. Tôi lấy không. Tôi lấy không làm chuẩn, hồi nãy anh vừa xuống 10 phải không? Dạ. Thì như vậy thì cái này là hồi nãy anh đã chuẩn 10, mà tôi thấy là 10 thì nó xanh lẻ vậy đó. Thôi bây giờ tôi dựa vào kết quả của anh này, tôi vừa anh copy được bài của anh này, thì tôi sẽ xả xuống mấy nhỉ? 9. 9 thôi. 7, 8, 9, đài, tôi bấm tay vào đài. Đấy, ý là tôi là gì? Cái bình thứ hai thì không bao giờ làm chậm như bình thứ nhất, đúng không? Bình thứ hai ta làm rất là nhanh. Ủa, nó xanh lè rồi còn đâu? Chưa, nó vẫn còn đỏ gì? Đỏ rượu vang, đúng không? À, vậy tôi bắt đầu tôi làm sao vậy? Tôi đi tìm cái gì? Tôi tìm xanh nước biển là sai. Đi tìm tím hoa cà. Tím thủy chung. Đây. Cái màu tím mà các cô thường hay đòn may áo cưới ấy. À. Wow, nó cũng còn đỏ rượu vang đấy các anh chị, nó ra màu gì rồi? Tím. Màu tím tím, phải không? Màu tím tím này. Thêm dần nữa coi nó tím kiểu nào. Ồ, đúng là tím cổ kiểu màu gì? Hoa cà, đúng không? Không phải tím màu hoa sen, tím màu hoa cà. Rồi, vậy bây giờ tôi sẽ bắt đầu từng gì? Từng giọt một, một giọt rơi xuống cái cực, chuyển sang xanh nước biển, tôi dừng ngay, đúng không? Vậy từ tím hoa cà, nếu mà nó xanh hơn một tí nữa thì nó chuyển qua xanh đậu biếc, à quên, tím đậu biếc. Wow. Một giọt đây vẫn còn tím gì? Tím hoa cà. Đem cái ra tím gì rồi? Bắt đầu sang gì? Ngã sang đậu biếc, đúng không? Một giọt nữa. Bây giờ thì nó sang gì? Đậu biếc thiệt rồi. Đậu biếc thiệt rồi. Giọt nữa. Từng giọt một, chính xác đến từng giọt, thơm ngon đến giọt cuối cùng. Bây giờ thì nó vừa sang gì? Sang nước biển, kết quả này là đúng nhất. Có phải 10 không ta? Câu trả lời là không đúng lắm. À, nó là 9,6. Vậy là nếu mà 10 trúng thì 9,6 phải. Sai, mà 9,6 trúng thì 10 phải. Sai. Nếu mà có sai của cái này nè, là sai do các anh chị rút. Các anh chị rút mẫu. Các anh chị rút mẫu thiếu. Chẳng hạn như các anh chị rút lên cái bắt đầu các anh chị cầm cái anh chị sao nè. Gạch một cái. Cái giọt cái này nó cuộn xuống, cái bọt nó đi lên. Thấy cái bọt đi lên là thấy sai rồi đó. Được chưa? Người ta rút xong người ta nhẹ nhàng đưa vô, nhả ra cho nó chạy. Nghiêng thì gấp cho nó chạy ra. Đấy, xuống đẩy hết ra. Ok. Được chưa?
À, chứ đừng có hút lên cái còn cần giật cái mới đưa vào là nó thiếu à. Ok chưa? Vậy rút kinh nghiệm. Nè, biết cách làm chưa? Vậy phải tìm cho được cái màu gì nhỉ? Xanh hoa cà. Để từng giọt vừa một giọt qua vậy xanh nó tự đọc kết quả đi. Hiểu chưa? Đấy, hiểu được cách chưa? Ok. Rồi, được chưa các anh chị? Có ai thắc mắc gì không? Bây giờ chạy qua.